Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Vì sao Nga bị đánh hội đồng. Sau khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ với việc Nga đưa quân xâm lược nước này, thì hành vi ăn cướp của Nga đã bị các thế giới phương Tây phá vỡ nhận thức của rất nhiều người, khiến họ cảm thấy lo lắng mãnh liệt và sâu sắc. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Anh Boris Johnson vào hôm 9 tháng 4 đến Ukraine gặp Tổng thống nước này Zelensky. Thứ nhất, trước đây, mọi người thường tin rằng tất cả các nền tảng công cộng là trung lập và sẽ không bị gián đoạn cho dù có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, một số nền tảng được gọi là công cộng đã ngay lập tức tuyên bố tham gia vào các lệnh trừng phạt chống lại cuộc xâm lược của Nga đang nhằm vào Ukraine, mới gây ra cái chết của hàng chục ngàn người, trong đó có binh lính của hai bên. Một số lượng lớn các nhà khai thác dịch vụ Internet nước ngoài do Hoa Kỳ đứng đầu đã công bố các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và thực hiện một hành động ngắt kết nối chống lại Nga. Sau đó là việc loại bỏ các ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống SWIFT do Hoa Kỳ kiểm soát, khiến các ngân hàng lớn của Nga không thể thực hiện được các giao dịch và thanh toán toàn cầu. Điều này đã khiến cho kinh tế Nga suy sụp trầm trọng. Và cả hệ thống như các thư mục gốc của mạng và hệ thống thanh toán bằng đô la Mỹ đều được gọi là nền tảng công cộng do Hoa Kỳ kiểm soát. Một khi chiến tranh nổ ra, tất cả sẽ trở thành vũ khí chiến tranh, thậm chí trở thành nhân tố mấu chốt, quyết định thắng bại. Độ phụ thuộc vào các hệ thống này càng lớn thì mức độ thiệt hại càng sâu. Đây là hình ảnh ngân hàng của Nga đã bị cắt đứt ra khỏi hệ thống SWIFT thanh toán quốc tế toàn cầu, khiến cho nhiều công ty lao đào và thậm chí phá sản nhanh chóng. Thứ hai, một số tuyên truyền trước đây nói rằng các vệ tinh trong không gian là an toàn và sẽ không bị tấn công, và chiến tranh không gian sẽ không nổ ra. Tuy nhiên, ngay sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, một nhóm hacker bí ẩn, nhưng cũng rõ ràng đó có thể là hành vi quân đội của một số tổ chức chính phủ, đã tấn công vào trung tâm điều khiển vũ trụ của Nga và tuyên bố đóng cửa trung tâm vũ trụ của Nga và thành công làm cho toàn bộ vệ tinh của Nga mất kiểm soát. Trung tâm kiểm soát không gian của Nga cho biết nó thực sự đã bị tấn công, nhưng hệ thống an ninh đã tự động che khuất cuộc tấn công và đẩy lùi nó. Điều này có cho thấy rằng chiến tranh đã mở rộng ra ngoài không gian mạng. Và các trận chiến không gian vẫn luôn được tiến hành khắp nơi, bất kỳ lúc nào, làm đến sự nghẽn mạch rất lớn tại Nga. Đặc biệt, những trang web của chính phủ, của ngân hàng Nga thường xuyên bị tấn công. Thứ ba, mọi người thường tin rằng ngân hàng ở các nước phương Tây an toàn hơn ngân hàng trong nước, và các nước phương Tây rất coi trọng quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân. Nhưng sau khi chiến tranh Nga và Ukraine nổ ra, các nước Tây phương đột nhiên bộc lộ hành vi trừng phạt một cách nhanh chóng. Chính phủ và các doanh nghiệp của các Nga đã bị đóng băng các tài khoản, ngay cả du thuyền sang trọng và tư gia của người Nga ở nước ngoài cũng bị tịch thu. Theo thống kê sơ bộ, tổng số tài sản Nga ở nước ngoài bị các nước phương Tây phong tỏa lần này là khoảng 8.000 tỷ đô la Mỹ, một con số khổng lồ. Đây là hình ảnh du thuyền đắt giá vài trăm triệu đô la của các tỷ phú Nga đã bị thu giữ. Thứ tư, trong ý thức của mọi người, Thụy Sĩ là một quốc gia trung lập, an toàn tuyệt đối khi cất giữ tiền ở đây. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, Thụy Sĩ đã ngay lập tức từ bỏ quan điểm trung lập, tuyên bố tham gia vào lệnh trừng phạt chống lại Nga và đóng băng tất cả các quỹ của Nga trong các ngân hàng tại Thụy Sĩ, và những tài sản ở đây không còn an toàn với Nga nữa. Thứ năm, sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ với việc Nga đưa quân xâm lược Ukraine, hầu như tất cả các công ty công nghệ cao của Mỹ và các nhóm phương Tây đều tuyên bố tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, cắt đứt nguồn cung cấp chip và tất cả các sản phẩm công nghệ cao cho Nga, làm cho nền công nghiệp nước này gần như tê liệt. Hệ thống Starlink của Elon Musk cũng tham gia vào lệnh trừng phạt chống lại Nga và ủng hộ Ukraine. Hãng Apple cũng tham gia vào các lệnh trừng phạt, và độ sâu và bề rộng của lệnh trừng phạt công nghệ mà phương Tây áp đặt lên Nga nằm ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người.
Lệnh trừng phạt được áp dụng cho bất cứ thứ gì có thể gây nhức nhối hoặc làm cho kinh tế Nga suy sụp. Mọi thứ đều có thể được áp dụng đến cùng. Tuyên bố khoa học không có biên giới dường như bây giờ đã bị đình trệ với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thứ sáu, nhiều người cho rằng dư luận phương Tây sau khi cuộc chiến của Nga và Ukraine diễn ra thì toàn bộ họ đã biến thành một cỗ máy chiến tranh dư luận với Nga. Các nền tảng Internet lớn của Hoa Kỳ, châu Âu đã đóng các kênh truyền thông bên ngoài của Nga. Họ kiểm soát toàn bộ việc phát tán dư luận, hướng dẫn dư luận theo hướng mà các chính phủ các nước phương Tây muốn chia sẻ. Đây là hình ảnh các kênh truyền hình nhà nước Nga bị cấm cửa trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, gây nên cuộc chiến truyền thông ngày một dữ dội. Và ngược lại, Nga cũng cấm cửa rất nhiều mạng xã hội tại đây. Và thứ bảy là còn nhiều biện pháp khác, ví dụ như ngành thể thao, văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga. Điều đó cho ta thấy tầm ảnh hưởng và sự kiểm soát của các nước phương Tây sâu rộng đến thế nào đối với các hoạt động trên toàn cầu, đặc biệt khi họ nhắm vào Nga khi nước này gây ra cuộc chiến tại Ukraine. Trước đây, những vấn đề này dường như không liên quan đến chính trị, nhưng sau khi chiến tranh nổ ra thì chúng trở thành vũ khí. Và những điểm trên cho chúng ta thấy một cảm giác rằng bây giờ chúng ta sẽ thực sự nhận ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một cuộc chiến tranh toàn diện. Và với việc các tập đoàn của Mỹ và phương Tây không chỉ viện trợ vũ khí và tiền bạc Ukraine mà còn tiến hành cuộc chiến này chống lại sự bành trướng của nước Nga. Và điều này dường như chưa có điểm dừng khi ông Putin vẫn ra lệnh tiến quân và bắn phá vào lãnh thổ Ukraine trong thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hiếp dâm vẫn tại vị khui nguyên nhân động trời. Tối ngày 16 tháng 4, tài khoản mạng xã hội Dạ Thảo Phương đã bất ngờ đăng tải một đơn tố cáo làm mạng xã hội dậy sóng và làm Hội Nhà văn Việt Nam được đưa lên bàn phẫu thuật. Nội dung đơn tố cáo là đã bị cưỡng hiếp từ năm 1999, trong đó vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14 tháng 4 năm 2000 để được nhiều người chứng kiến. Cụ thể, thư ngỏ tố cáo hành vi cưỡng hiếp của ông Lương Ngọc An, hiện là phó tổng biên tập báo Văn Nghệ, được gửi đến Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đến nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và Ban biên tập báo Văn Nghệ. Trong đơn, bà Dạ Thảo Phương cũng trình bày tường tận lý do đến tận bây giờ bà mới lên tiếng. Bà nói, tôi cần phải lên tiếng. Đó là một đòi hỏi bức thiết của cá nhân tôi với tư cách là một nạn nhân khổ đau, oan ức, cũng là một đòi hỏi của thực tế xã hội đối với trách nhiệm của một công dân, đòi hỏi của lương tri đối với một người cầm bút. Đây là hình ảnh tờ trình tố cáo. Nói có sách, mách có chứng, bà Dạ Phương Thảo cũng đã đính kèm tường trình những người chứng kiến vụ việc như có nhà thơ Bế Kiến Quốc, họa sĩ Thành Trương, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, phóng viên Phong Điệp, phóng viên Nhật Hà, vân vân. Còn về ông Lương Ngọc An thì lại lên tiếng rằng, tôi đã nghe, một là chuyện này đã từ lâu rồi, hai là không hẳn đúng như thế, vụ việc mới nên cơ quan chưa có yêu cầu gì, lúc nào cần hay thực sự vân vân, tôi sẽ có ý kiến, bây giờ vẫn chỉ trên mạng xã hội, tôi chưa nói gì bây giờ được. Cũng dễ hiểu, lên tiếng bảo vệ bản thân là điều hiển nhiên mà người bị tố cáo nào cũng làm như một phản xạ tự nhiên vậy. Trước mắt, đính kèm với thư ngỏ của bà Dạ Thảo Phương là một bản tường trình có chữ ký của các nhân chứng. Còn phía ông Lương Ngọc An thì không hề đưa ra bằng chứng ngoại phạm nào, ngoại trừ những câu phát biểu thận trọng. Đọc tờ tường trình được phát tán trên mạng, chỉ cần một trong cái điều đó đúng thì đủ kết luận ông Lương Ngọc An là người phạm tội rồi. Đây là hình ảnh báo chí đã đưa tin. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu phạm tội này thì không những là vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà nó còn là một tội ác mà pháp luật không thể dung thứ. Cho đến nay, những gì phía nạn nhân đưa ra được xem là bằng chứng. Bằng chứng này thuyết phục hơn những gì phía bị tố cáo đưa ra. Tuy nhiên, có người còn cố tình đòi bằng chứng rằng có ghi âm hay clip gì hay không. Chuyện rất nực cười, nạn nhân bị hiếp dâm mà còn có thể mở máy ra ghi âm và quay phim được hay sao?
hay kẻ tấn công họ lại tự quay phim để hại mình. Có vẻ như đây là chiến dịch phản công có tính chất giấu tay của phía bị tố cáo. Theo một số luật sư, thời gian đã qua 23 năm hết hiệu lực truy cứu. Đấy là lỗ hổng to tướng để rồi giờ đây kẻ bị tố hiếp dâm, một nhân viên nữ vẫn nhẩn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không vi phạm luật pháp vì vấn đề hết thời hiệu thì Hội Nhà văn Việt Nam cũng yêu cầu Báo Văn Nghệ hay Phó Tổng biên tập chứ tại sao lại hay không, và cần phải thay ông ta. Nguyên nhân do đâu mà ông Lương Ngọc An vẫn bình chân như vậy như thầy là câu hỏi được dư luận đặt ra. Muốn biết nguyên nhân thì nên đào sâu vấn đề từ hơn 20 năm trước. Theo nạn nhân thì sau sự kiện bị Lương Ngọc An hãm hiếp vào ngày 14 tháng 4 năm 2000, vì có nhiều người làm chứng nên nạn nhân mới dám viết đơn tố cáo. Tuy nhiên, ông ta không những không sợ hãi, ăn năn mà còn quay ngược lại trắng trợn vu khống nạn nhân. Lương Ngọc An đã bịa ra một chuyện, trong đó ông ta cho là bản thân ông và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Ông ta muốn bỏ nạn nhân nên nạn nhân gây căng thẳng. Vì thế mà vụ việc vào ngày 14 tháng 4 năm 2000 đã bị ông ta thay đổi bản chất từ sự thật là cưỡng dâm thành xô xát. Và sự bịa đặt này không được hợp lý vì nạn nhân là một người phụ nữ gầy yếu. Ông Lương Ngọc An là một người đàn ông khi đó ngoài 30 tuổi, cựu lính xe tăng với nhiều năm lái xe cho Báo Văn Nghệ. Phụ nữ không thể nào đủ sức khỏe để ép buộc người đàn ông lực lưỡng vào phòng rồi kéo ông ta nằm đè lên mình được. Và hơn nữa, nếu muốn kéo níu ông ta, tại sao lại chống cự đến mức bị anh ta cắn bật máu ngón tay? Tại sao tôi lại kêu cứu đến mức bị anh ta bóp cổ? Đây là hình ảnh ông Lương Ngọc An, Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ. Những lý do của ông Lương Ngọc An thì rõ ràng chống chế và không đủ thuyết phục. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan trực tiếp xét xử và xử lý vụ án của nạn nhân là ông Trương Vĩnh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách hành chính của Báo Văn Nghệ, lúc đó đã không hề xử lý gì. Điều đáng nói là với hành vi đó, với văn bản tường trình giấy trắng mực đen đó, nhưng cơ quan chỉ kết luận ông ta gây lộn xộn ở cơ quan. Ông Trương Vĩnh Tuấn cũng nhiều lần trong các cuộc họp báo đã trao đổi bản chất sự việc hai người đánh nhau làm mất trật tự nơi làm việc như nạn nhân đã nói. Điều đó cho thấy bà Dạ Thỏ Phương đang chống lại cả một guồng máy. Đó là lý do mà bà không làm gì được. Và đến hôm nay, nhân vật chính gây ra vụ án cưỡng dâm lúc đó nên làm lãnh đạo của tờ báo. Nghĩa là chính ông ta đang nắm trong tay guồng máy mà trước kia ông ta đã dùng nó để bảo vệ chính ông và chèn ép nạn nhân. Theo bà Dạ Thỏ Phương, cho đến nay, theo số một số nạn nhân bị xâm hại tình dục lên tiếng và đọc những bình luận ác ý tấn công lại họ. Bà nói, tôi cảm thấy như không thể có những bình luận đó không chỉ tấn công những cô gái trẻ kia mà cũng chính là tấn công cô gái trẻ là tôi 23 năm trước. Việc lên án muộn màng là cần thiết, tuy nhiên cả bộ máy bao che lẫn nhau thì vẫn còn đó. Vậy nên vấn đề rồi cũng khó đi đến đâu, kẻ thủ ác ung dung, còn nạn nhân thì gánh chịu đau khổ.